Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ chứng minh. Kính bạch quý thầy. Kính thưa quý Phật tử. Hôm nay con xin được phép chia sẻ về nhân duyên được làm trụ trì tại trụ Hoằng Pháp. Đây là cái điều mà con chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bởi vì mình biết rằng cái khả năng của mình về tài và đức chưa đủ để có thể lãnh nhận một cái trách nhiệm khá là lớn lao như thế này. Và cái nhân duyên nữa đó là vào thời điểm mà sư phụ cho phép con được sang du học tại Thái Lan vào năm 2017, thì có thầy Tâm Tiến đang chuẩn bị tốt nghiệp tại trường Naropa, bang Colorado ở Mỹ, có mời con qua để dự lễ tốt nghiệp của thầy. Và trước cái thời điểm thầy Tiến mời đó, thì thầy Tâm Nguyên có nhà ý với con là sẽ mời con qua bên đó để có thể định cư ở tại Mỹ. Thì những lần mà thầy Nguyên mời đó thì con cũng chưa tự tin lắm, bởi vì để phỏng vấn được đi Mỹ đó thì cũng khá là khó chứ không phải là dễ, cho nên cũng sợ và cũng không dám đi lần đó. Và đến năm 2017 thì thầy Tiến mới gợi ý rằng cái việc mà đi để dự lễ tốt nghiệp đó khả năng đậu rất là cao, và lại con đã đi được 7 nước rồi, cho nên hồ sơ của mình đó, nó cũng khá là đủ điều kiện để được xuất nhập cảnh của Mỹ chấp nhận. Rồi con cũng cố gắng làm hồ sơ, và trong 7 nước đó là con đã đi được Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Anh Quốc. Sau này con mới đi thêm được một nước nữa là Nhật Bản để củng cố hồ sơ của mình, nhưng mà rồi cũng chưa có cái ý định đó. Thì đến năm 2017 thì con cũng cố gắng làm hồ sơ, rồi được thầy Tiến cũng thuyết phục. Bởi vì con nghĩ rằng nếu mà làm hồ sơ lần đó, nếu mà đậu đó, thì khả năng mình được đi lại Mỹ nhiều hơn và định cư ở Mỹ được dễ dàng hơn. Cho nên con cũng quyết tâm làm, bay về Việt Nam phỏng vấn. Phỏng vấn thì lúc đó cũng nhờ thầy Tâm Vượng trở lên bằng xe gắn máy. Thầy Vượng thì đợi ở phía bên ngoài, hình như là cái chỗ phỏng vấn nó nằm ở quận nhất. Khi vào phỏng vấn gặp cái người Tây da màu đó, mới vô cô cũng hỏi là chào thầy. Rồi từ đó về sau cô nói tiếng Anh, có người thông dịch lại. Cô hỏi là thầy đi qua đó làm cái gì, bao lâu? Thì con cũng trả lời là đi qua đó dự lễ tốt nghiệp với thời gian là khoảng 30 ngày. Rồi cổ hỏi là học ở bên Thái là học cái gì? Con mới nói là ở bên đó là con học mà triết học, thời gian là 3 năm rồi. Rồi xong rồi cái cô đưa cái passport lại, cô đưa cái tờ giấy trắng lại là mình hiểu rồi đó. Có nghĩa là những người nào mà trả passport liền tại đó là tức là đồng nghĩa với việc là không chấp nhận để được xuất cảnh qua Mỹ. Cho nên con cũng cảm giác rất là buồn, không biết làm sao, mình không hiểu là cái nguyên nhân vì sao mà mình lại rớt như vậy. Mình đã đi 7 nước rồi, mà trong những nước nó cũng khá là uy tín như là Anh Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. Còn Campuchia thì mình không nói đi, nhưng mà những cái nước mà mình nêu đó thì nước là khá là phát triển, mà không biết làm sao lại rớt. Bởi vì ở đó thì họ không giải thích, họ chỉ đưa cái passport, cái tờ giấy trắng ra ngoài đọc. Cũng buồn lắm. Rồi ra rồi thì Vượng hỏi làm sao rồi, nó rớt rồi. Giống như là người mà thân chở sĩ tử đi thi đại học vậy đó. Rớt, tâm trạng buồn như vậy. Cho nên là con cũng hy vọng rằng thầy Vượng ở chùa lâu lâu cũng hữu duyên được thầy chở đi phỏng vấn lần thứ hai để xem như thế nào. Rồi sau lần đó thì con cũng không có ý định tiếp tục phỏng vấn nữa, tại vì cũng sợ. Có một số người cũng động viên thuyết phục là cứ phỏng vấn đi, tại vì có nhiều người đó thì phỏng vấn 5 lần, 7 lần cũng rớt, rồi sau đó người ta cũng đậu bình thường. Mà họ động viên như vậy thì con cũng không màng tới. Thì đến năm 2019 thì sau khi tốt nghiệp thì trở về chùa, thì con cũng xin sư phụ có học thêm một cái chương trình là giáo viên tiếng Anh ở tại Thái Lan. Thì học được mới học kỳ rồi. Sau lần đó về dự lễ giỗ tổ thì có thầy Tâm Hỷ với thầy Tâm Điền á,
có lần về An Giang để mà nói chuyện với sư bà ở dưới đó, tại vì sư bà có dự định cúng cho mình một ngôi chùa tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thì hai thầy của nó là hai bà cũng hồi tâm chuyển ý rồi, hai bà bây giờ cũng hy sinh cái chỗ chánh điện, có nghĩa là chỗ bên chùa đó, cho mình ở. Sư bà sẽ dời qua bên một cái thất, tại vì từ trước tới giờ là khoảng 5-6 vị thầy đến đó rồi mà vẫn chưa ở được, và sư bà cũng chưa nhường cái chánh điện, cho nên là kêu mình ở bên thất không mà. Nhưng lần này á, thì sư bà hồi tâm chuyển ý, có thể là cảm nhận về sự vô thường hoặc là có sự giác ngộ gì đó, sư bà đã thay đổi ý như vậy. Thì hai thầy cũng thuyết phục nó, thôi thầy về đó đi chứ bây giờ học làm chi nữa. Thì sư phụ cũng động viên, con cũng phát tâm về đó. Về đó được 3 tháng. Ban đầu về thì quý vị đó rất là niềm nở. Rồi có cái sự hỏi thăm, rồi thăm viếng thường xuyên. Nhưng về sau đó thì không hoan hỷ nữa. Ban đầu thì con cũng sửa lại chánh điện, sửa lại một số nhà, một số cái cơ sở tại đó, để cho việc mà sinh hoạt nó được ổn định. Rồi sau này không biết sao sư bà lại không hoan hỷ nữa. Sư bà kêu con qua bên cái thất ở đi, sư bà về cái chùa ở, khi nào tôi thấy được thì tôi giao. Nói như vậy là thấy lại mất đi cái niềm tin nữa, lại hụt hẫng nữa. Lúc đó Lan lên trên chùa mình để chuẩn bị Tết, thì đi với quý thầy đi qua bên chợ Kim Biên, chợ lớn, để mà mua một số đồ để phục vụ cho Tết. Thì nghe thầy tâm điền nó không ổn rồi, không ổn rồi thầy trường ơi, bây giờ sư bà đổi ý rồi, bây giờ bà nói là ngày mai nếu không về đó bà chuyển đồ qua. Con đang mua mấy cái đồ mà chuẩn bị trang trí đó, tự nhiên hết tâm trí mua luôn, ngừng lại không mua gì nữa hết. Và các cái đồ mà đã lỡ mua rồi đó gửi cho thầy Vượng luôn, gửi cho thầy Vượng cũng như là gửi cho chùa lại trang trí luôn, tại vì không còn tâm trạng nữa. Và tối đêm đó đúng 12 giờ khuya thì con cũng nhờ chú Phật tử chở xuống dưới đó, thì sáng thì cũng bàn giao công việc rồi trở về chùa. Trở về chùa lại thì một thời gian sau thì tâm trực ở bên Campuchia cũng nhã ý là thôi thầy trường ơi, bây giờ thầy học ở Thái rồi, về qua bên Campuchia này nè, thầy biết được tiếng Anh để mà sau này phục vụ đạo pháp bên đó. Thì con cũng phát tâm qua bên đó được một tháng, thầy nói qua bên đây ở đi được một tháng rồi thấy được thì giao luôn. Thì cũng gần một tháng thì thầy chuyển giấy tờ đồ hết, chìa khóa đồ hết qua bên phòng con rồi. Có nghĩa là thầy nói từ nay vì sau đó tâm trực muốn làm gì thì phải xin tiền tâm trường, chứ ở đây nói giao là giao. Thì chuyển vô hết rồi, còn được ngàn mấy đô, mà đi mua mấy cái gỗ nó hết mấy trăm đô rồi, còn có mấy trăm mà. Thì con mới về Việt Nam xin tiền. Về Việt Nam xin tiền thì ở mấy ngày tự nhiên dịch đóng cửa luôn, không thể qua Campuchia được nữa. Thì trong thời gian ở tại Việt Nam đó, thì vào cuối năm thì chùa mình có tổ chức cái buổi bầu cử để đề cử một vị phó trụ trì. Thì thời điểm đó thì cũng có đề cử thầy Tâm Vượng, rồi thầy Tâm Trọng, thầy Tâm Tri, vị thầy đó cũng không nhận. Rồi qua Tết, nó khoảng mùng 6 Tết, thì con mới đi Campuchia. Tại vì có một chú Phật tử nói rằng thầy cứ đi đi, con có quen với quân đội. Mà thời điểm đó dịch rất là nghiêm khắc, ông nói có quen với quân đội. Và vợ của chú đó là làm bên giám đốc bệnh viện ở tại Campuchia, thì mình cũng tin tưởng. Thì cũng nói thì chú cứ hẹn cái ngày giờ, và đúng là ngày mùng 6 Tết thì con mới đi. Chú hẹn buổi chiều thì thầy cứ đến đó đi, thì tự nhiên có người đến chở thầy đi. Con đến tại một cái ngôi chùa Hòa Hảo vào lúc 5 giờ chiều. Con ở đó vòng quanh hỏi hoang đồ này kia, người ta vẫn thấy mình chưa đi về nữa, rồi chẳng người ta mời mình ăn cơm luôn, mời mình ăn cơm chiều luôn. Ăn cơm chiều xong rồi ra phía trước ngồi nói chuyện khoảng tiếng 2 tiếng nữa, xe vẫn chưa đến đón luôn. Thì con mới thấy ngại quá, con mới đi ra phía trước con ngồi. Thì tự nhiên lúc đó nó tình cờ có một anh tuần tra, anh cầm cái đèn pin, anh gọi tới gọi lui. Anh nhìn thấy con ngồi trong cái gốc cây á, chạy nhanh tới anh hỏi: "Ông làm gì ở đây bây giờ này?" Anh trình giấy tờ ra coi.
lúc đó là ông nói ông chứ không có nói thầy gì, chứ không nói thầy bà chứ, chỉ nói ông thôi. Ông làm gì ở đây? Ông trình giấy tờ ra đi. Rồi lúc đó cũng lật đật móc cái đải ra, lúc đó cũng lính quýnh quá, cũng hơi run thiệt. Tại vì sao? Mình cứ nghĩ là ủa tại sao ông này không biết mình đi qua Campuchia mà tự nhiên ông lại ông cầm cái đèn pin ông gọi ngay chân mình. Thì con mới móc giấy tờ ra, thì địa chỉ của con thì ở Cần Thơ. Thì chú mới nói là bây giờ ông đi về Cần Thơ liền, bắt xe đi về Cần Thơ liền. Mà thời điểm đó ở biên giới mà làm gì có xe đi về Cần Thơ. Con mới năn nỉ chú rồi thôi chú hoan hỷ cho con ở gần đây có một ngôi chùa nào con ở đỡ, rồi sáng ngày mai con về sớm. Thì lúc đó chú mới nguôi ngoai lại. Mà chưa đâu, trước khi đi ông còn phải chụp cái giấy chứng minh mình. Ông nói tôi gửi lên trên biên giới, tôi gửi lên trên các ship á, nếu mà đi có chuyện gì đó là thầy chịu trách nhiệm. Nó cho nên là ông chụp xong rồi ông bỏ ông đi. Đi xong rồi một hồi cái ông ở trong cái chùa Hòa Hảo đó, ông thấy mình ở đó hoài, rồi mới hỏi là ở gần đây có ngôi chùa không. Thì ông chỉ trên kia có ngôi chùa. Thì lúc đó bà vợ cũng không cho ông đi nữa, tại vì bà vợ cũng sợ là không biết mình có lừa gạt hay không. Tại thời điểm đó khoảng 9 giờ tối rồi, bà không cho đi. Con nghe nói là bà càm ràm cái gì đó nên là bà không cho đi. Mà ông cũng thấy cái tâm của ông tốt á, ông cũng muốn giúp mình trở đến một ngôi chùa. Thì khi trở lên ngôi chùa đó, thì thời điểm đó tối quá, chùa cũng đóng cửa rồi. Con cũng không biết làm sao gọi nữa. Rồi mới đi vòng vòng ở phía trước cái chùa đó, có một số ngôi nhà nó còn mở đèn. Thì con hỏi chùa này nó còn mở cửa không cô. Thì cô nói để thầy ở đây đứng đi, để con gọi vô trong rồi để nhờ thầy ra mở cửa. Thì cô gọi vào phía bên trong chùa, thì chùa mở cửa, con đi vào nghỉ. Vào nghỉ xong rồi thầy chủ trì đó cũng hoan hỷ lắm, cho mình ra phía sau nghỉ. Có một cái ngôi nhà rất là đẹp, rất là sang trọng, có máy lạnh nữa, mát mẻ. Nghỉ giờ đó đúng 12 giờ hay 12 giờ rưỡi đó, bà gọi nữa. Cái cô mà đường dây đó chứ không phải là cái người mà quen biết quân đội nào chứ. Có nghĩa là cái ông chú mà liên lạc với mình là quen biết quân đội, nhưng mà thực chất không phải, là quen với những người mà chuyên đưa người đi qua cái đường biên giới đó. Thì cô mới gọi là nói là thầy ơi bây giờ ổn rồi, ổn rồi. Chút xíu thì chờ chút xíu nữa, khi nào con gọi đó thì thầy đi nha. Chứ bây giờ nó cũng còn hơi căng quá, thấy nó cũng còn đứng ở dọc biên giới nhiều quá, thấy nó cũng còn đang canh. Cái ba nói là thôi thầy cứ ở đó chờ đi. Lúc đó con sợ rồi, nói ủa sao kỳ vậy ta. Mình cứ nghĩ là theo mà lúc trước là nói như vậy mà bây giờ lại là cái người này là còn canh nữa, là mình thấy sợ rồi. Cái sự nguy hiểm nó lại tăng thêm nữa. Thì đến lúc 1 giờ rưỡi cổ gọi thêm một lần nữa, là con nói là ổn rồi thầy ơi, ổn rồi. Bây giờ thầy ra đi, ra phía trước đi, có người đến chở thì đi. Cô nói thôi cô ơi, kiểu này rất là nguy hiểm. Bởi vì trong thời điểm đó dịch rất là nghiêm trọng, về vấn đề an ninh đó, rất là siết chặt. Nếu như ai vi phạm thì sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Con mới nói với cổ như vậy không được đâu, con tu rồi mà nếu lỡ có chuyện gì đó là đời tu của con sẽ không còn nữa. Cô nói không sao đâu, không sao đâu, thầy niệm Phật là qua hết à. Trời, cô nói giống như kiểu cái gì đâu mà linh thiêng dữ vậy. Niệm Phật cái là qua hết nè. Cô nói thôi thôi không được đâu cô ơi, thôi con không dám đi đâu. Rồi con ở lại cái ngôi chùa đó ngủ tới sáng con về. Khi trở về chùa đó thì vào lúc tối, quãng đường từ ở biên giới Long Bình đó, đến thành phố Hồ Chí Minh cũng mấy trăm cây. Thì đến tối mới tới chùa mình. Thì thời điểm đó thì đại chúng cũng có một cuộc bầu cử nữa, là bằng cách là bỏ phiếu. Thời điểm đó thì đề cử con với thầy Tâm Trọng. Bỏ phiếu đối với thầy Trọng thì 32 phiếu, đối với con thì có 20 phiếu thôi. Thì khi về gặp sư phụ, thì sư phụ nói nếu mà thầy Trọng không làm thì thầy làm. Tự nhiên sư phụ nói vậy thôi, mình cũng không biết là vấn đề gì. Thì nghe lại mấy anh em kể lại thì nãy có họp, thì mấy anh em có đề cử và cũng có bỏ phiếu. Thì số lượng phiếu nó như vậy, cho nên mình mới hiểu ra. Rồi đến về sau thì thầy Trọng cũng không làm, cũng không nhận trách nhiệm này. Rồi sau đó sư phụ mới gọi con lên vào bữa mùng 8 Tết. Gọi lên thì sư phụ mới nói, rồi con cũng từ chối chứ không phải nhận liền. Bởi vì mình cũng biết rằng mình đã có ở Campuchia rồi, mình cũng đâu có nhận chi nữa. Mình nghĩ ở bên Campuchia là vừa với khả năng của mình. Ở bên đó với diện tích là một mẫu hai, rồi cơ sở cũng khá là đầy đủ rồi. Rồi con cũng từ chối, nhưng sư phụ cũng thuyết phục, nói là từ đó ở đây cũng đâu có khả năng gì đâu, đây cũng đâu có tài gì đâu, ở đây cũng từ từ cũng học cũng làm được. Thì mình ở đây từ từ mình học mình làm được thôi à. Tại vì chùa mình cũng đã có ba game sẵn rồi. Sư phụ cũng động viên thuyết phục,
Và thôi con cũng ở lại làm, sư phụ nói gắng làm đi năm rồi chừng nào hết dịch rồi qua Campuchia. Khi làm xong rồi đến hết năm rồi sư phụ nói thôi ở làm luôn đi, để thì trực mai mốt mà kiếm người khác. Rồi sau đó từ từ sư phụ mới tiến cử lên vị trí trụ trì. Cho nên con thấy sâu kết qua ba vấn đề vừa nêu, nếu như con đủ duyên được đi Mỹ thì có thể bây giờ con đang ở Mỹ, hiện nay vẫn đang học tiếng Anh và nói tiếng Anh. Còn nếu như mà con đã đủ duyên ở một ngôi chùa ở An Giang thì bây giờ con cũng không ngồi đây, hiện giờ đang trồng sen cũng như là đang săn sóc ngôi chùa ở dưới. Nếu như mà con được đủ duyên mà không có bị dịch đó, là con đã qua Campuchia rồi. Thời điểm đó con cũng đang học tiếng Khmer được một ít. Tính điều định qua bên đó để mà đi chợ búa rồi, ai ngờ đâu cũng không đủ duyên, rốt cuộc ở lại Việt Nam luôn tới bây giờ. Cho nên có những điều mà chúng ta không thể nào nói trước được, có những điều mà mình không thể nào mà biết trước được. Tất cả đều là có cái hữu duyên hết, nhân duyên của nó hết. Một số huynh đệ cũng nói rằng chắc có thể thầy là Phật bổ xứ. Rồi có một số thầy thì nói là chắc có thầy có thể là có duyên với đại chúng ở đây rồi, cho nên thầy cũng không thể nào mà đi được. Cho dù có những nhân duyên trước đó đã xảy ra đến với thầy, nhưng mà rồi rốt cuộc thầy cũng phải về ở chùa Hoằng Pháp để tu tập cùng với đại chúng. Đây là một cái điều mà cơ hội hết sức là quý báu. Và chúng con cũng xin cảm ơn sư phụ và đại chúng đã đặt niềm tin nơi bản thân con. Sư phụ đã dành thời gian, công sức, đóng góp và xây dựng nên một ngôi chùa như thế này cũng khá là vất vả, mất nhiều thời gian để mà gây dựng nên cơ sở như ngày hôm nay. Và điều đặc biệt đó là sư phụ đã để lại một cái kho tàng trí tuệ thông qua các cái bài giảng, thông qua các cuốn sách để cho đại chúng, cho quý Phật tử nương vào đó mà tu học được tốt hơn. Do đó con cũng xin cảm niệm ân đức của sư phụ, cảm niệm lòng tin của đại chúng đã đặt vào bản thân của con. Con cũng xin cố gắng nỗ lực hết sức mình để mà duy trì cũng như là phát triển đạo tràng Hoằng Pháp mỗi ngày được hưng thịnh hơn. Cuối lời con xin kính chúc sư phụ và đại chúng luôn khỏe và luôn giữ bồ đề tâm của mình cho đến trọn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.